Mời các bạn quay trở lại với Chola Channel. Và trong video ngày hôm nay thì mình giới thiệu với bạn một cái sản phẩm khá là mới ở đây. Cái này là cái con iSteady Pro 4 của thương hiệu Hohem. Thì đây là một thiết bị gimbal chống rung dành cho camera action anh em ạ. Chúng ta đã có chống rung dành cho điện thoại và máy ảnh rồi, thì đây là một thiết bị dành riêng cho camera action. Hohem là một thương hiệu cũng khá là mới, và ngoài những sản phẩm thiết kế dành cho điện thoại, cho máy ảnh, thì là gimbal dành cho GoPro cũng là một cái sản phẩm mà nhiều anh em chúng ta cũng cần thiết để sử dụng. Đối với những cái thiết bị camera action thì nó đã có chống rung điện tử rồi, nhưng mà với một chiếc gimbal chống rung cơ học, chống rung vật lý, thì nó sẽ giúp cho cái việc mà chống rung đạt được cái hiệu quả cao hơn nữa. Với cái con iSteady Pro 4, đây là cái thế hệ thứ tư rồi. Trước đó là nó có iSteady Pro, rồi Pro 2, Pro 3 và nâng cấp tới phiên bản là bản Pro 4. Cái con gimbal này thì có mức giá là khoảng 2 triệu đồng anh em nhé. Một mức giá cũng khá là mềm để cho anh em có thể mua, chúng ta sử dụng. Với cái con iSteady Pro 4 này thì nó có thể hỗ trợ cho GoPro Hero 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 43 này anh em này. Đấy, chúng ta thấy đây nó có ghi những chiếc Osmo Action, rồi Insta360 và những chiếc camera action khác với cái kích thước tương tự như những cái mẫu này. Dưới đây là một vài những tính năng đặc biệt của cái gimbal này. Ví dụ như là cái action camera khi gắn lên thì nó kết nối bằng wifi với cái gimbal này, rồi là khả năng chống nước chuẩn IPX4 này. Con này có khả năng chống nước khi mà anh em sử dụng dưới trời mưa anh em nhé, khá là hay và tiện lợi này. Rồi là pin thì xài sử dụng trong 14 tiếng liên tục này. Đó, khá là hay. Và đây là cái sản phẩm của chúng ta, thì nó chỉ có một phiên bản như thế này thôi anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp ra để giới thiệu với bạn cái sản phẩm này. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đi unbox cái sản phẩm là gimbal cho camera action Hohem iSteady Pro 4. Đó, gimbal 3 trục cho camera hành động. Nhiều anh em chúng ta quay phim thì ngoài điện thoại, ngoài máy ảnh ra thì anh em cũng hay sử dụng tới camera action. Thì đây là một thiết bị dành cho anh em nào chúng ta thường xuyên sử dụng camera action này. Chống rung bằng cơ học, chống rung 3 trục. Ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau mở cái hộp này ra anh em ha. Đây, mở hộp ra thì nó sẽ có một cái hộp nhỏ bên trong. Này thì bằng chất liệu là bằng nhựa cứng. Có chữ Hohem này, thương hiệu của nó này. Đây là mặt dưới. Cái này thì anh em có thể cầm khá là gọn gàng. Cái này thì không có chống nước anh em nhé, cái hộp này. Rồi mở hộp ra thì chúng ta sẽ thấy là nhân vật chính của chúng ta ở bên trong này. Anh em có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Đây là một cái cuốn sách khá dày và bằng tiếng Anh. Hướng dẫn khá là chi tiết, có cả tiếng Trung nữa. Đó. Rồi và có một cái tờ giấy nhỏ nữa anh em này, hướng dẫn cách chúng ta, hình như là chúng ta cách chúng ta lắp cái camera lên cái gimbal này. Ok, và đây sẽ là nhân vật chính. Đó các bạn, đây là nhân vật chính chúng ta này, chiếc gimbal Hohem. Đây mặt trước này có joystick và một vài nút bấm này. Gam màu là đen nhám. Trọng lượng nó thì cũng không có nặng lắm anh em ạ. Nhẹ lắm, tầm khoảng 400-500 gram gì đó. Anh em cầm rất là vừa tay và cảm giác không có bị nặng. Cái bản cầm này thì mình thấy là khá là dài này, so với những chiếc gimbal dành cho điện thoại ha. Cầm vô thì khoảng thoải mái này. Có một cái nút trigger đằng sau đây ha, cũng tương tự như gimbal dành cho những cái thiết bị điện thoại. Đó, cầm. Và gimbal 3 trục anh em thấy là có 3 trục pan, trục tiêu và trục bron này. Đây có cái số 4 này, là để phân biệt với những phiên bản trước đó. Có chữ Pro 4 và một cái đèn báo tín hiệu kết nối này. Kết nối với cái action camera với cái gimbal là bằng kết nối bằng wifi anh em nhé. Cái nhàm kẹp này thì lát nữa chúng ta sẽ cùng đi lắp camera lên thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn nhé. Đấy, 3 trục. Nó cũng tương tự như gimbal điện thoại ha. Ở đây có một cái đèn là báo pin này, 4 chấm. Có cần joystick và những cái nút bấm, nút shutter này. Ở đây thì nó sẽ có một cái, mở ra nó sẽ có những cái cổng kết nối. Chúng ta sẽ có một cái cổng Type-C và một cổng USB này. Ở đây sẽ có một chân gen 1/4. Có lẽ là chúng ta sẽ gắn thêm những cái phụ kiện khác. Dưới đây cũng có một cái chân gen
đây để gắn tripod này. À, đây là tripod, chân tripod chân 3 chúng ta có thể gắn phía dưới để đặt cố định ha, trên cái mặt phẳng. À, chúng ta sẽ có những sợi dây kết nối anh em này, chúng ta đây mình thấy được có 3 cái sợi dây luôn, khá nhiều ha, 3 sợi dây. À, anh em thấy này, chúng ta sẽ có là nói chung một đầu đó là đầu micro USB, nhưng mà cái chân lớn anh em ạ, chân dày, và ba cái đầu còn lại thì anh em thấy là có đầu Type C này, đó đầu micro chân lớn này và đầu micro chân nhỏ này, đó. Rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ có một cái sợi dây, đây là dây sạc này, cổng USB và cổng Type C để sạc cho cái gimbal này. Gimbal này thì sạc đâu đó tầm khoảng 3 tiếng là đầy, và nó thời gian sử dụng là theo như thông tin của hãng nó là 14 tiếng liên tục anh em nhé. Và có khả năng chống nước, tức là anh em có thể cầm gimbal và anh em sử dụng đi quay dưới thời tiết mưa cũng được, không sao cả. Và những chiếc camera action thì anh em thấy là nó sẽ có hộp ốp chống nước ha, hoặc là một vài những dòng camera action đời cao thì nó sẽ có khả năng chống nước không cần ốp. Đó, khá là tiện lợi. Ở đây thì mình có một cái SGCam SG10, một chiếc camera action của SGCam. Và cái chiếc camera này thì nó cũng có cái size cũng tương đương với những chiếc như là Action 3 hay Action 4 anh em. Còn với GoPro thì nó sẽ to hơn cái con SG10 này một chút. Thì mình thấy là mình sẽ lấy thử một cái mẫu như thế này để gắn thử vào cái gimbal này cho anh em xem như thế nào. Còn anh em nào đã có những cái GoPro kể cả như 11 thì nó gắn vô vẫn được anh em nhé. Thì có nghĩa rằng là cái tính đa năng và cũng như là khả năng tương thích của cái con gimbal này so với các loại action camera trên thị trường thì nó rất là dễ nhiều. Okay. Phải nói là cái việc mà chúng ta gắn cái action cam lên cái gimbal này thì nó rất là dễ và nhanh hơn rất nhiều so với là gimbal dành cho điện thoại hay là gimbal dành cho máy ảnh, bởi vì nó không có nhiều những cái bước mà chúng ta phải cân giống như là những cái thiết bị kia. Anh em thấy này, ở đây sẽ là cái ngàm để chúng ta gắn cái action cam lên đây. Thì ở đây thì anh em thấy là nó sẽ có một duy nhất một cái chốt màu cam này thôi anh em này. Đó, chốt màu cam thì anh em sẽ kéo cái chốt màu cam này kéo dài ra một chút. Đó, và anh em sẽ mở ra thôi, mở ra. Đấy, thì anh em thấy là chúng ta sẽ gắn cái action cam lên phía trước này ha, cái khoang này. Đó, anh em thấy. Rồi, ở đây thì mình sẽ gắn cái action cam lên. Thì cái ống kính của action cam thì sẽ nằm bên ngoài này, thì chúng ta sẽ đưa vào như thế này thôi. Đấy, anh em đưa vào cái phần chỗ nó tiếp xúc giữa cái action cam với cái chỗ này là nó có một cái chất liệu là bằng nhựa hơi nhám một chút, nó rất là bám, rất là chắc và nó sẽ không rất là khó tuột ra khỏi cái chỗ này. Đấy, anh em đưa vào đây như thế này. Đấy, và anh em sẽ quàng cái vòng này lên và anh em gả lại thôi. Và anh em chỗ này này anh em này, nó có một cái đây, chỗ đây này nó có một cái đàn hồi, nó có thể nới ra. Đấy, anh em thấy nó có thể nới ra. Nên là tùy vào, nó sẽ tương thích với nhiều cái kích thước của cái độ dày của cái action cam. Nó có dày hơn đi, hơi dày hơn cái này nữa thì nó vẫn gắn vô vẫn rất là vừa vặn. Đây, anh em đưa vào như thế này. Đó. Đấy, và anh em quàng lên như thế này. Anh em lưu ý là cái chỗ đây này, nếu anh em để mà sát cái action cam này, sát cái này quá thì nó cái đường này nó sẽ bị lệch ra thì không được, anh em phải kéo lùi ra một chút ha, kéo lùi ra. Tùy vào mỗi loại action cam thì anh em cân làm sao cho cái này nó phải thẳng như thế này anh em nhé, gắn vô nó phải thẳng như thế này đó, chứ đừng có để bị chéo bị lệch thì cái này nó sẽ bị cấn đây. Đó, rồi đó, thì anh em tới đây thì anh em sẽ gà vào thôi, chỗ đây anh em sẽ kéo ra và anh em gà vào cái chốt này. Đấy, nó rất là dễ vậy thôi, rất là nhanh. Đấy là chúng ta đã gắn xong cái action cam bên cái gimbal rồi, nó như vậy thôi. Đó. Những chiếc mà GoPro thì nó sẽ có cái độ dày, nó dày hơn thì gắn vô vẫn vừa anh em ạ, vẫn thoải mái luôn. Đó là như vậy, đó, gắn vô thì cái trạng thái như này thì gắn vô thì anh em thấy là chúng ta sẽ để chỉnh nó nằm như thế này thôi. Đấy, anh em đưa chỉnh lên như nằm thẳng như này, sau đó anh em sẽ khởi động gimbal lên ha, bằng cái nút nguồn phía dưới. Và chỗ này anh em này, cái chỗ phần này thì nó sẽ có một cái, anh em nhìn kỹ thì nó sẽ có một cái nắp, anh em sẽ mở lên thì nó có thể là cái gimbal này có thể dùng để sạc cho những thiết bị quay phim, sạc cho cái con cam này luôn anh em sẽ thấy, cho nên có cái cổng kết nối này anh em này. Đó, nó có một cái cổng kết nối đó bằng cái dây cáp được trang bị đó. À, bên trong hộp thì anh em sẽ gắn vào chỗ đấy và đầu còn lại thì anh em sẽ gắn vào trong cái cổng Type-C sạc pin của camera, thì lúc đó thì anh em sẽ
dùng cái gimbal này để sạc pin cho cái action cam được luôn, rất là tiện lợi ha. Và cái chỗ cái mặt này của cái gimbal nó sẽ có một nút pair này, nút pair này là nút pair để nó link giữa cái gimbal với action camera đấy. Còn cái việc mà chúng ta kết nối với app thì chúng ta sẽ kết nối bằng wifi ha. Rồi gắn xong thì anh em sẽ bật lên bằng cái nút nguồn, cái nút màu đỏ đấy anh em này. Đó, chúng ta nhấn giữ 3 giây là để bật. Đó, anh em thấy khi bật lên á thì cái mình thấy là cái trục này nó sẽ lắc lên một chút. Đó, khởi động lên thì ở đây là cái trạng thái mà cân bằng của nó này anh em này. Chúng ta có thể là điều khiển cái cần xoay tích đó ngay lập tức để nó có thể điều hướng góc quay ha. Nhìn chung cấu tạo của một chiếc gimbal dành cho action cam thì nó cũng sẽ có những cái nút tương tự như gimbal dành cho điện thoại. Nó cũng có cần xoay tích và nó cũng sẽ có 4 cái chế độ ở đây. Có cái nút thay đổi chế độ, rồi là nút nguồn thì nó kiêm cả nút shutter chụp hình quay phim luôn anh em. Đó, và gimbal ba trục thì anh em sẽ thấy đó là những cái trục của nó thì chúng ta sẽ có là trục ngang, trục ban ngang, trục ngang. Đó, anh em thấy trục ban ngang, rồi trục tiêu là trục lên xuống ha, rồi trục ron đó là cái trục mà nó sẽ là trục xoay trái phải. Nó sẽ có một cái nút trigger đằng sau đây để anh em có thể là nhấn giữ cái nút trigger này để nó khóa cái góc lại. Đây, mình nhấn giữ nút trigger thì nó sẽ là khóa cái góc lại ha. Đó, nó khóa cái góc nhìn của cái gimbal lại. Đấy, anh em chú anh em có pan ngang thì nó vẫn là cái camera nó vẫn là quay về cái góc đó ha. Mình thấy là khi mà cầm cái gimbal trên tay thì cảm giác đó là chắc tay và gọn gàng, không có quá là cồng kềnh cũng như là rất là nhẹ, không có nặng. Đó, anh em thấy là những cái cử động, đây là cử động đó, lên xuống hay là trái phải, trái phải, lên xuống. Đấy, rất là dễ. Trục pan là cái trục này anh em này, trục pan là khi mà anh em lia cái gimbal qua trái qua phải thì nó sẽ hỗ trợ chúng dung là theo phương ngang ha. Trục tiêu là cái trục đây này anh em này, trục bên này này, trục này này là cái trục mà khi anh em lia cái những cái cú xoay mà anh em đưa lên đưa xuống như này á thì nó sẽ chống rung theo cái phương thẳng đứng ha. Còn trục ron là cái trục này, khi mà anh em xoay cái tay của anh em á theo trái theo phải như thế này, đấy, liệng trái liệng phải thì nó sẽ chống rung theo cái cử động tay như vậy. Đó anh em, ba trục. Đó, nhìn rất là hay anh em ha. Đó, rất là tiện ích, đặc biệt với anh em nào mà chúng ta là quay phim, làm video, làm vlog, quay vlog bằng là action cam ha. Đó, đây là mặt trước của nó. Đấy, nút trigger đây khi anh em nhấn 2 lần liên tiếp thì nó sẽ về trạng thái recenter, là trạng thái cân bằng. Mình sẽ nhấn cho anh em xem, 1, 2. Đó là về cái trạng thái mặc định. Đó là cái trạng thái cân bằng. Khi mà anh em xoay những cái góc nó thay đổi thì anh em có thể nhấn nhanh để nó về trạng thái cân bằng ha. Và trên đây thì nó có một cái trượt ở chỗ này thì mình thấy là khi mà trượt lên thì nó sẽ xoay góc như thế này. Đó, trượt ngưỡng ngược lại thì nó sẽ xoay nghiêng như thế này. Rất là hay, xoay rất là nhanh để anh em có thể lấy những cái góc chéo như vậy phù hợp. Còn nút đây là nút thay đổi những cái mod đây thì mình sẽ có một video thứ hai mình hướng dẫn với anh em cách chúng ta thay đổi những cái mod và những cái chức năng cũng như là sử dụng khi mà với app kết nối ra làm sao anh em nhé. Đó, thì trong video này mình review và mình hướng dẫn với anh em, giới thiệu với anh em một cái gimbal dùng dành cho action cam, đó là con Hohem iSteady Pro 4. Hẹn gặp lại anh em ở video lần tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.